có nên tiêm botox hay không, liệu là tiêm botox có hiệu quả, có an toàn thực sự hay không. Và đây là những thông tin các bạn cần tham khảo trước khi các bạn quyết định có nên sử dụng dịch vụ này. Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi tiêm điều trị botox tại phòng khám Puna Clinic của bác sĩ Nhung ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ vô một ca điều trị. Thì bệnh nhân của chúng ta có tình trạng nếp nhăn trán ha, khi bạn cử động khuôn trán. Em cau mày đi em. Và đây là những cái nếp nhăn cau mày khi các bạn cau mày khó chịu ha. Thì đối với phương pháp botox này, chúng ta sẽ chỉ định cho những trường hợp có nghĩa là ngăn ngừa những cái nếp nhăn tĩnh sau này. Và phương pháp botox này nó là viết tắt của cái cụm từ botulinum toxin ha. Đây là độc tố của vi khuẩn độc thịt. Nói độc tố thì các bạn dễ bị sợ đúng không? Tuy nhiên đối với những cái chỉ định trong y khoa và trong thẩm mỹ thì chúng ta sử dụng một cái liều rất là nhỏ. Thì botox nó sẽ tác động vô những cái khối cơ, làm cơ của chúng ta giảm hoạt động ha mọi người. Khi cơ dưới da giảm hoạt động thì những cái nếp nhăn ở trên bề mặt da sẽ không được hình thành. Đối với phương pháp này, nói chính xác ra là nó ngăn ngừa tình trạng nếp nhăn sau này. Những người mà khi cử động khuôn mặt mới tạo thành những nếp nhăn, và khi các bạn để tĩnh này thì không có nếp nhăn, thì người ta gọi là nếp nhăn động. Thì nếp nhăn động là như thế này: khi các bạn cười nè, nói nè, biểu hiện cảm xúc thì mới hình thành nếp nhăn, đó là nếp nhăn động. Thì đối với phương pháp botox này thì nó sẽ hiệu quả 100% đối với nếp nhăn động. Sau khi tiêm botox thì khi các bạn cử động, các bạn sẽ dường như cái nếp nhăn hình thành rất là ít, và đó là tiền đề cho chúng ta sẽ không bị nhăn sau này. Tuy nhiên, nếu bạn nào bị tình trạng là nếp nhăn tĩnh là sao? Là khi các bạn không hề cười nói nè, không cử động khuôn mặt như hình trên đây, mà để khuôn mặt tĩnh lặng không nói chuyện ha, mà đã có những cái nếp nhăn li ti ở trên trán nè, ở quanh mắt nè, hoặc là ở nếp nhăn gian mày, thì đây gọi là nếp nhăn tĩnh. Thì đối với tình trạng nếp nhăn tĩnh thì phương pháp botox liệu có hiệu quả không? Vẫn hiệu quả ha mọi người ha. Tuy nhiên, cái mức độ hiệu quả nó chỉ có thể 50-60% thôi. Còn những cái li ti trên bề mặt thì chúng ta cần xử lý thêm những phương pháp khác, có thể cấy những cái phân tử HA để làm đầy những cái đứt gãy collagen vùng da bị nếp nhăn, hoặc là có thể kết hợp thêm phương pháp RF này hoặc HIFU để tăng tinh collagen vùng mô bị đứt gãy, từ đó các bạn sẽ có kết quả điều trị nó hiệu quả hơn. Và bác sĩ Nhung đã chia sẻ ngay từ đầu cái phương pháp này liệu có an toàn hay không. Đối với cái liều mà gây độc cho cơ thể của chúng ta thì nó tương đương khoảng 20-30 lọ botox như thế này. Tuy nhiên, một lần xài chúng ta chỉ sử dụng là 1/2 cho đến tối đa là một lọ thuốc này thôi, nên nó sẽ không hề gây độc cho cơ thể, cũng như là nó sẽ không hề gây biến chứng gì hết. Tuy nhiên, đối với phương pháp này, tại vì nó cũng dùng kim và nó là xâm lấn tối thiểu, thì nó cũng sẽ có những cái biến chứng của cái vết kim hoặc là của cái phương pháp gây ra, như là bầm nè, nhức nè, hơi đau một tí xíu. Và có một lưu ý là khi các bạn sử dụng dịch vụ tiêm botox thì các bạn nên chọn cơ sở uy tín, đặc biệt là bệnh viện hoặc phòng khám của các bác sĩ. Tại vì nếu chúng ta tiêm sai cơ nè, tiêm sai lớp, một là không có hiệu quả, hai là những gây những cái biến chứng có thể là đơ nè, liệt mặt nè, hoặc là cái tình trạng nếp nhăn không được xử lý mà bạn lại bị sụp cơ, sụp mi, hoặc là những cái tình trạng lông mày của bạn bị giật lên, hoặc các bạn là không cử động được khuôn miệng nè, hoặc là các bạn sẽ bị lõm má, hoặc là các bạn bị phì đại khối cơ do chúng ta tiêm liều lượng sai nè, vị trí sai. Vì thế đây là cái phương pháp điều trị y khoa, mọi người đã bỏ tiền ra thì mọi người nên đến những cái cơ sở uy tín, gặp những bác sĩ uy tín để bác sĩ khám coi hàm lượng thuốc nè, vị trí tiêm nè, và những cái loại thuốc an toàn, hiệu quả và được chỉ định trong ngành da liễu, ngành thẩm mỹ cũng như là trong y tế. Thank you.
nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của kênh Dr. Nhung, các bạn có thể nhấn vô dấu đăng ký kênh Dr. Nhung ở hình tròn chính giữa. Và các bạn có thể xem thêm các video clip của Dr. Nhung ở phía bên phải hoặc phía bên trái của màn hình. Hẹn gặp lại các bạn.